Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa, thời tiết nóng ẩm khiến trẻ dễ đổ bệnh, các ca bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng gia tăng. Trước thực trạng này, có nhiều ý kiến lo ngại rằng Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nguy cơ dịch chồng dịch. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (SCDC), trong 4 tháng đầu năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 936 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng với 95% các trẻ mắc bệnh ở độ tuổi từ 1 đến 5. Riêng chỉ trong tuần 18, từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2022, thành phố ghi nhận 420 ca bệnh tay chân miệng, tăng gần gấp 4 lần so với trung bình 4 tuần trước đó. Số ca bệnh tay chân miệng có sự gia tăng đáng báo động ở hầu hết các quận huyện thành phố Thủ Đức, đặc biệt là ở các quận 12, Bình Tân, Gò Vấp, Tân Bình, Hóc Môn, khu vực 3 thành phố Thủ Đức. Bác sĩ chuyên khoa 2 Dư Tấn Quy, trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, trong tuần qua, số ca bệnh chân tay miệng nhập viện tăng cùng với việc gia tăng ca ca nặng, tỷ lệ bệnh nặng mức độ 2B trở lên chiếm 5-6%. Khi trẻ bị tay chân miệng nhập viện trễ thì có thể dẫn đến các biến chứng như viêm não tối cấp, viêm cơ tim tối cấp, có nghĩa là diễn biến cực kỳ nhanh và có thể tử vong trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Những trường hợp đó đều rất khó qua khỏi. Theo bác sĩ Dư Tấn Quy, nhiều trẻ mắc tay chân miệng ở mức độ nhẹ như độ 1, không sốt, chỉ nổi bóng nước ở lòng bàn tay và lòng bàn chân, trẻ vẫn vui chơi và ăn uống bình thường thì có thể điều trị tại nhà. Bên cạnh việc gia tăng bệnh tay chân miệng thời gian gần đây, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng như các bệnh viện trên địa bàn thành phố liên tục đưa ra cảnh báo bệnh sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng thành dịch khi số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm 2021. Số ca mắc sốt xuất huyết nặng tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 345% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, trong 3 tháng đầu năm 2022, số ca sốt xuất, xuất huyết đến khám và nhập viện tăng từ 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ năm 2021. Trong 2 tuần đầu tháng 4, số ca nhập viện cũng tăng cao, nhất là các trường hợp sốt xuất, xuất huyết đen ghiu nặng, sốc sốt xuất, xuất huyết đen ghiu. Chỉ trong nửa tháng 4 năm 2022, qua hồi sức tích cực chống độc đã tiếp nhận 10 ca nặng và sốc nặng, tổn thương các cơ quan, thậm chí có ca ngưng thở, ngưng tim trước khi nhập viện. Từ đầu năm đến nay, bệnh viện Nhi đồng 1 đã cứu sống nhiều trẻ mắc sốt xuất, xuất huyết nặng. Tuy nhiên, có 3 trẻ tử vong do phát hiện muộn rồi nhập viện trễ, trong đó có 2 ca ở tỉnh chuyển đến, 1 ca ở thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh cho hay, hiện có 3 loại bệnh cùng lưu hành và dễ nhầm lẫn với nhau là sốt xuất, xuất huyết, tay chân miệng và COVID-19. Trong đó có trường hợp xảy ra đồng nhiễm ở trẻ, vừa mắc tay chân miệng vừa mắc COVID-19, vừa mắc sốt xuất, xuất huyết vừa COVID-19, vừa tay chân miệng vừa sốt xuất, xuất huyết. Bác sĩ Tiến cho hay, riêng với bệnh sốt xuất, xuất huyết, bệnh viện luôn lưu ý các bác sĩ dặn dò kỹ phụ huynh cần đưa bệnh nhi để khám kịp thời, không để tình trạng nặng dẫn đến sốc sâu khó cứu chữa và ngày thứ tư và thứ năm của bệnh là ngày cao điểm dễ vào sốc thì mình phải dặn bệnh nhân là những dấu hiệu cảnh báo nặng như bé bứt rứt lan lộn, chảy máu cam, máu răng, tay chân lạnh, nằm một chỗ không chơi, ói ra máu, đi cầu phân đen thì phải nhanh chóng vào bệnh viện, đặc biệt kể cả trong đêm giữa khuya cháu trở nặng cũng phải đi tới bệnh viện ngay.